Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sa Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sa Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sa Ma Sam Bụt Tha Sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rạch ràng, ao phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được gặp, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vị nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, cảm ơn cô Cảm Đông cho bài học. Dạ, con xin được đọc phần chánh văn ạ. Kinh Tiểu Bộ Ikuttaka Nikaya Ikuttaka chương 3 pháp. Chương 3 La Mã 3 pháp phẩm 2 bài 63. Điều này đã được tôi nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba thời gian này. Thế nào là ba? Thời gian quá khứ, thời gian tương lai, thời gian hiện tại. Này các tỳ kheo, có ba thời gian này. Thế tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Chúng sanh cần tưởng đến những gì được tuyên bố, an trú thật vững vàng trên điều được tuyên bố. Nếu không có liệu tri điều đáng được tuyên bố, họ đi đến ách nạn, dưới ách của thần chết. Nếu là liệu tri được điều đáng được tuyên bố, vì ấy không nghĩ đến điều đã được nói lên. Chính nhờ có tâm ý giải thoát được cảm giác về con đường an tịnh vô thượng không gì hơn. Ai học được đầy đủ về điều đáng tuyên bố, tự mình được an tịnh. Ưa thích đường an tịnh, sống bình tĩnh tinh tấn, an trú trên chánh pháp, vì ấy vượt tên gọi, thành đạt được trí tuệ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và bài chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thịnh Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng bích đến Ngài. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha. Kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Giáo Pháp, đảnh lễ Chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử có mặt trong room. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 63, Ý Thức Vô Tắc Cá, Như Thị Thuyết. Đó là bài kinh Thời Gian, Atha Số Tăng. Nghe thì nó đơn giản, nhưng mà chúng ta suy xét
thì chúng ta thấy rất là tế nhị thâm sâu. Chúng ta sẽ không hiểu vì sao mà Đức Thế Tôn nói ba điều này. Tayo Bhikkhuve Attha, có ba thời gian này, này các tỳ kheo, nê tayo thế nào là ba? Atito Attha là thời quá khứ, Anagato Attha là thời vị lai, và Chupano Attha là thời hiện tại. Imeko Phikwe Tiyo Attha, thì cái thì sau đây là ba thời gian. Điều thứ hai nữa, khó cho chúng ta để hiểu bài kinh này là về bài kệ. Tức là qua bài kệ thì chúng ta dường như là không có cái gì nó liên quan đến cái đề tài ba thời gian mà Đức Bố ở trên. Đó là những gì mà chúng ta phải chia sẻ. Kính thưa quý vị, trước tiên là chúng ta nói đến cái ý nghĩa về thời gian, quá khứ, vị lai và hiện tại ở trong câu Phật ngôn mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng tỳ kheo. Chữ tha ở đây nó đồng nghĩa với chữ kala là thời gian. Atito attha nó đồng nghĩa với chữ atita kala là thời quá khứ. Anagato Attha nó đồng nghĩa với chữ Anagata Kala là thời vị lai. Pachupano Attha nó đồng nghĩa với chữ Panna Kala là thời hiện tại. Ở đây có hai cách nói. Suttanta Pariyaya Pariyayo là nói theo kinh đại Abhidhamma Pariyaya là ba thời mà nói theo ví dụ pháp. Nếu theo kinh tạng thì khi trước hay là trước lúc tục sinh thì gọi là quá khứ, trước lúc chúng ta tái tục cái kiếp sống này gọi là quá khứ,
Patisanthito Bhupe Atito Atha Nama. Sutito Pacha Anagato Atha Nama. Tức là sau thì gọi là vị lai, thời vị lai, nói theo kinh tạng. Và sa chuti pati santhi hi tat rinantaram patipanno atha nama. Rồi cái sự tiếp diễn sau khi tục sinh ở kiếp sống này cho đến chết thì như vậy gọi là thời hiện tại. Bây giờ chúng ta nói cách khác như thế này, nói theo kinh tạng đấy, thì quá khứ là chỉ cho cái đời sống kế tiếp, kế trước, đời sống kế trước. Hay là kiếp trước gọi là quá khứ, mà kiếp sau thì gọi là vị lai. Kiếp sống này từ khi tục sinh, tức là từ khi chúng ta sanh vào lòng mẹ cho đến khi chúng ta già chết thì gọi là hiện tại. Kiếp trước là quá khứ, kiếp sau là vị lai, còn kiếp sống này là hiện tại. Đơn giản vậy thôi, tặng kinh đơn giản thôi. Nhưng mà qua tặng nhiều pháp thì bắt đầu chúng ta hơi rắc rối chút xíu. Nếu mà nói theo ví dụ pháp Abhidhamma Pariyayena, nói theo ví dụ pháp vì một sát na sinh trụ diệt, sắc na sanh, sắc na trụ, sắc na diệt. Ba cái sắc na đó khi nó mất đi đó thì gọi là atito athanamma. Niruddha thamma. Niruddha thamma tức là ở đây chỉ cho cái sự diệt mất của sát na. Mà một sát na đó đó thì nó có ba cái sát na tiểu là upado thiti phong vô, tức là sanh trụ diệt. Thì khi mà một sát na tâm sanh lên, trở diệt mất thì cái đó gọi là cái thời quá khứ. Ở đây nói theo ví dụ pháp thì chúng ta thấy không có cần gì nói ở kiếp sống quá khứ hay kiếp vị lai, chỉ cần nói cái sát na tâm vừa diệt thì như vậy gọi là quá khứ rồi. Còn ba cái sát na sanh trụ diệt đó, mà nó chưa có xảy ra đó, gọi là vị lai. Tayo vikhane asampatta anagato athanam.
Còn đang sát na tiểu mà nó đang hiện có đó, đang hiện còn khai nát tỷ asamang vino bacchupano atha nama mà sát na tiểu mà đang hiện có thì gọi là sát na, gọi là thời hiện tại. Chúng ta thấy rõ ràng là ở đây chứ. Khi đối đến vô gián duyên, thì chúng ta phải nói đến quá khứ trợ cho hiện tại, hiện tại trợ cho vị lai. Tức là cái sát na trước cho sát na sau đang sanh, sát na sau đang sanh nó trợ cho sát na sau sẽ sanh. Thì vì vậy là ba thời quá khứ hiện tại vị lai đã có ở trong trong một lộ trình tâm rồi. Khi mà chúng ta nói theo kinh tạng, người có chánh niệm là người sống trong hiện tại. Thật ra đó, cái chữ mình gọi là sống trong hiện tại, hiện tại gần, như chúng ta chánh niệm với chúng ta biết tâm tham sanh khởi, biết rõ là tâm tham, chúng có tham biết là tâm có tham đang sanh, tâm không tham biết là tâm không tham. Thì như vậy cái biết đó, cái biết trong chánh niệm đó thì nó thuộc về hiện tại, nhưng mà tâm tham nó vừa diệt thì đó gọi là sát na quá khứ. Nếu mà chúng ta xét cho cùng thì chúng ta nói cái cảnh của chánh niệm bao giờ cũng là cảnh quá khứ hết. Bởi vì ví dụ như cảnh sắc đang hiện khởi, tâm nhận thức biết thì đó là cảnh hiện tại, nhưng mà tâm nhận thức thì nó không có chánh niệm, nó không có sở hữu niệm, và khi nhìn thấy cảnh sắc rồi sau đó khởi lên cái lộ ý tiếp nối lộ ngũ để mình ghi nhận thấy, à thấy biết thấy, nghe biết nghe, ngửi biết ngửi, nếm biết nếm, đụng biết đụng. Thì như vậy là chỉ có chánh niệm là hiện tại. Nhưng mà chỉnh để chánh niệm thì nó thuộc quá khứ, chúng ta nhớ như vậy. Nhưng mà người ta nói cho dễ hiểu thì người ta nói sống trong hiện tại, tức là sống bằng cái chánh niệm. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là tâm tham đang sanh, mình biết rõ tâm tham đang sanh. Vậy nếu nói như thế đó thì hai lộ trình tâm nó sanh khởi cùng một lúc hay sao? Không thể nào có. Không thể nào có hai sát na tâm đồng sanh trong một thời điểm. Không thể nào có hai lộ trình tâm sanh khởi đồng một thời điểm trong mỗi một cá thể. Cái tâm của người đó với tâm của người này thì người đó đang khởi lên lộ tâm, người này cũng đang khởi lên lộ tâm. Như vậy hai diễn trình tâm đó nó đồng thời thì phải, nhưng mà mỗi một cá thể thì tâm chỉ sanh diệt có một sát na nối tiếp nhau thôi. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên người mà học thiền đó, người mà tu thiền đó,
Nếu mà họ biết về Phật pháp, họ không dám nói lung tung, không dám nói lung tung. Bởi vì học thiền là phải phải giỏi về Phật pháp để chi? Để chứng niệm tỉnh giác, khích con không có chấp thủ sai lầm, không có chấp thủ. Sở dĩ mà chúng tôi nói kỹ ở điểm này đó là để chút xíu nữa chúng ta giải quyết bài kệ. Cái bài kệ của chúng ta cũng không phải dễ hiểu đâu thưa quý vị. Ở trong những phần sau đó, khi mà nói theo diệu pháp á, thì nói về danh pháp á, thì sát na trước diệt đi thì gọi là thì quá khứ, sát na sau chưa sanh thì gọi là thì vị lai, còn sát na hiện tại đang có mặt, đang hiện hữu thì gọi là thời hiện tại. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói đến sắc pháp thì như thế nào? Thưa quý vị, đối với sắc pháp á, thì chúng ta nói còn tùy. Tức là sắc và do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, sắc do quý tiết sanh, do vật thực sanh. Thì trong đó chỉ có cái sắc na, chỉ có cái bọn sắc mà do tâm sanh đó thì nó thuộc thì hiện tại, thời hiện tại. Hễ tâm sanh thì nó tạo ra sắc, tâm sanh nó tạo ra sắc. Nhưng mà hễ sắc mà do thời tiết sanh hay do vật thực sanh đó, hoặc là do nghiệp sanh đó, thì cái này nó thuộc quá khứ. Do nghiệp sanh thuộc quá khứ, bởi vì quá khứ tác động, nghiệp quá khứ tác động, hay là thời tiết đã tác động, vật tác động thì mới tạo ra sắc pháp, tạo ra sắc đó. Cho nên sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quy tiết, sắc vật thực, chúng ta cũng cái sắc pháp thì nó khó nhận ra hơn là cái tinh pháp, hơn là cái danh pháp. Nhưng bây giờ chúng ta không cần phải nói nhiều, quý vị bị rối loạn lên. Chúng ta xoắn sâu vào cái ý nghĩa của bài học để mà chúng ta tu tập thôi. Ở đây nói đến ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai đó. Thì nếu mà chúng ta nói ý nghĩa theo kinh tạng đó, thì quá khứ là cái chuyện của đời sống trước, vị lai là cái chuyện của đời sống sau, và hiện tại là của cái đời sống này, là chuyện của đời sống này. Những gì mà họ tưởng hình thức, danh sắc,
nó hiện hữu ở đời sống này, tức là do nơi cái nghiệp hành của vô minh đời quá khứ. Vô minh duyên hành là quá khứ, rồi mới đến thức danh sắc lực nhập sắc thọ, đó là hiện tại, quả hiện tại. Thì khi mà cái quả hiện tại này do nhân quá khứ thì mình sửa không được. Cái chuyện đã rồi mình sửa không được. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu là chúng ta sửa. Nhưng mà tu mà chúng ta sửa ở đây là tu làm sao? Tức là chúng ta thấy cái quả hiện tại, tức là danh sắc, thức danh sắc được nhập xuất thọ, cái quả luân hồi hiện tại. Chúng ta biết về quá khứ để chúng ta cũng có cái tri kiến, gọi là bỏ đi cái gọi là vô nhân kiến. Có những chúng sanh họ vì không hiểu được quá khứ, không hiểu được vô minh duyên hành ở quá khứ, mới có danh sắc lục vật sắc thọ ngay trong hiện tại. Vì vậy cho nên họ tích vào cái gọi là ahê thu cát đi thiết, là vô nhân kiến. Họ cho không có đời sống quá khứ, không có kiếp trước. Hiện tại mình cũng cái thân này chỉ là do cái sự ham thích của cha, giữa cha mẹ rồi tạo ra mình thôi. Đó là một sự ngẫu nhiên. Nhưng họ còn mơ hồ ở chỗ là nếu mà cha quyết mẹ mà không có thức tái sanh thì làm sao mà có được, thành tựu được cái thai nhi. Và thức tái sanh đó do đâu mà có? Không lẽ ở trong cái không khí này nó có thức tái sanh? Thức đó phải do cái nghiệp hành ở quá khứ. Thì như vậy chúng ta phải phá bỏ được cái tà kiến, cái kiến đó. Cái đó là do chúng ta biết được quá khứ, biết chứ chúng ta sửa không được. Hiện tại thức danh sắc lục vật, mắt tay mũi lưỡi thân này, nó đẹp nó xấu, nó tròn nó méo, nó dễ thương hay là dễ ghét như thế nào thì chúng ta khó mà sửa, không có thể sửa được. Nhưng chúng ta biết về chính do nhân hiện tại mà nó sẽ tạo ra cái quả vị lai ở kiếp sau, thì chúng ta ngay trong hiện tại này, hễ mắt tai mũi lưỡi thân ý cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, duyên xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, xúc duyên cho thọ. Khi nhãn xúc khởi lên, tức là mắt chạm cảnh sắc, có thể là vui, buồn hay là những dư xả, hỷ ưu xả hay khổ lạc xả, nó khởi lên. Thì bây giờ ngay cái chỗ này đó là cái chỗ mà chúng ta tu tập để chúng ta sửa. Thay vì chúng sanh thọ duyên cho ái, hễ mà họ nhìn cảnh sắc mà họ thích thú quan hỷ, họ khởi lên cái tâm ái dính. Mà nhìn cảnh sắc mà họ thấy bất mãn, họ chán ghét, họ khởi lên cái tâm sân. Hay là nhìn cảnh sắc đó và họ có thể chấp sai hiểu lầm là vì họ nó duyên cho xúc, nó duyên cho thọ,
rồi bắt cầu duyên cho ái. Chúng sinh khi mà thọ lạc cũng duyên cho ái được, mà thọ khổ có thường tận y duyên cũng duyên cho ái được, mà thọ xả khi khổ vì lạc cũng duyên cho ái được. Do ái mới có sự chấp thủ và mới đi đến chỗ nghiệp hữu, rồi tạo ra cái thức tái sanh ở trong đời vị lai cứ vậy. Nhưng người tu tiền ta thì chúng ta lấy cái hoàn cảnh hiện tại, cái quả hiện tại thì chúng ta để yên đó. Quả hiện tại tức là kể từ thức danh sắc lục nhập thọ để yên đó. Nhưng mà bắt đầu chúng ta tu tập, thay vì thọ duyên cho ái, chúng ta thọ duyên cho thắng giải, hay là thọ duyên cho tịnh tính, tức là duyên cho niềm tin. Rồi bắt đầu từ đó chúng ta sẽ có cái hướng hành động. Như một người, một vị Bồ Tát tiền thân của Đức Phật, khi Ngài là vị Bồ Tát, còn chúng sinh Bồ Tát lúc đó, đó khởi đầu của kiếp sống phát nguyện Bồ Tát đó, lúc đó Ngài là một người thương nhân đi thuyền qua xứ khác để mà buôn bán thuyền đắm. Người thương buôn đó cố gắng nỗ lực, và khi mà vớ được một cái tấm ván nổi trên mặt biển và đeo theo tấm ván đó để lội vào bờ, trong nhiều ngày cũng đến được một cái, đến được bờ. Nhưng khi mà nhìn lại sóng biển, biển mênh mông, vị đó cảm thấy sợ hãi, cái biển khổ trầm luôn. Cái sự khổ đã trải qua làm cho vị đó cảm thấy ngao ngán, và tự nhiên vị đã có ý thức là phải làm sao thoát khỏi được cái bể bể khổ trầm luân đó. Ngài mới phát nguyện. Thì bắt đầu từ đó nhen nhớ cái khuynh hướng của vị Bồ Tát là cái khuynh hướng xuất ly khỏi tam giới, gọi là Nekhamma Acchasayo. Thì ở đây đó, nhờ chúng ta biết được đời sống quá khứ, khi có cái quả hiện tại đó, của kiếp sống hiện tại, thì chúng ta không có than thân trách phận, nhưng mà chúng ta cũng không có rơi vào cái vô nhân kiến. Rồi chúng ta nhờ cái hiện tại có cái sự khéo thu tập để chúng ta chỉnh hướng ở tương lai. Thế là hiện tại, thế nào là hiện tại để chỉnh hướng tương lai? Ở đây thưa quý vị, nếu quá khứ đã tạo ác nghiệp thì ngay trong hiện tại sanh ra là người nghèo khổ, một người có nhiều cái sự bất hạnh, người có cái số đen, chứ không có được sung sướng hạnh phúc như người khác, thì đây gọi là người sống trong bóng tối. Nhưng mà nếu người đó có cái sự ý thức rằng chính do quá khứ mình đã tạo nghiệp chẳng lành, bây giờ để hiện tại rơi vào bất hạnh, cuộc đời đen tối như vậy, cái người này
do khởi lên cái lòng tin, tin nghĩ như quả gì báo. Người này bắt đầu sống hiền thiện và làm các cái công đức phước báo, từ bỏ thân ác khẩu ác ý ác. Người này chỉnh sửa thì người này được gọi là Tát Mô Chô Tiết Parayano, tức là từ bóng tối mà đi đến chỗ sáng, bóng tối đi đến chỗ sáng trong tương lai, tức là thay đổi. Còn nếu như một người sinh ra cái vận đỏ do nhờ cái phước quá khứ thiện nghiệp đã làm, cho nên hiện tại sinh ra là một người lành lặn, đẹp trai, lịch sự, thông minh, học hành đỗ đạt, có tài sản, có quý thuộc, dù sống trong cái sự may mắn hạnh phúc như vậy, nhưng mà người này vẫn canh cánh ở trong lòng về cái nghiệp quả luân hồi. Cho nên người này tiếp tục có niềm tin, hướng tâm đến những cái công đức thiện sự như bố thí, trì giới, tu thiền. Rồi như vậy người này sau khi mệnh chung sẽ được tái sanh về cảnh giới an lạc như cõi trời hay cõi người, cõi phạm thiên. Thì như vậy đây được gọi là Chô Tí Parayano, tức là người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Chỉ có hai cái đó. Thế khuynh hướng của chúng ta tu sửa là để chúng ta chỉnh hướng chỗ đó đó. Nhưng mà ở đây có những chúng sanh đi lệch hướng, cũng sửa nhiều sửa sửa sai. Tức là có người trong quá khứ họ tạo ác nghiệp ngay trong đời sống hiện tại, họ là cái số đen, họ dần rủi bất hạnh, rồi cái họ không có niềm tin ở Phật pháp, họ chỉ biết cúng đường cúng cổ, đi làm những cái ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, vân vân. Đúng rồi, sau khi mệnh chung họ phải tái sanh vào những khổ cảnh như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Như vậy hạng người này họ chuyển, nhưng mà chuyển như thế nào đây? Tức là Tát Mô Tamara Parayano, tức là từ chỗ tối mà chuyển đến chỗ tối tiếp tục. Hoặc là có người do quá khứ họ tạo cái thiện nghiệp, họ có đầy đủ cái phước báo, họ có phước báo sinh ra trong đời hiện tại, họ được giàu có, họ được đẹp đẹp người, lịch sự, có tài sản, có danh vọng. Nhưng mà vì người này họ không có niềm tin ở Phật pháp, không có niềm tin vào cái lý nhân quả, cho nên họ để cho phiền não tham sân si nó sai sử chi, họ tạo ác gì bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Và do vậy người này sau khi mệnh chung thì cái vận may của nó biến mất, nó sẽ phải bị sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Như vậy thì hạng người này cũng có sự chuyển hướng, nhưng mà chuyển hướng là từ chỗ sáng đến chỗ tối. Chô tí tát mô parayano, tát mô parayano. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu là khi mà chúng ta biết được cái gì thuộc về quá khứ, cái gì thuộc hiện tại và cái gì thuộc về vị lai, là chúng ta có thể chỉnh sửa được hiện nhân quá khứ quả hiện tại, thì chúng ta
không có sửa chữa được, nhưng mà chúng ta có thể chỉnh hướng để tương lai chúng ta tốt đẹp hơn. Cũng như trước khi mà nói đến cái chuyện một người đã lỡ tạo một cái ác nghiệp về khẩu, như là mắng nhiếc, chửi rủa bậc thánh chẳng hạn, hay là cái bậc trưởng lão, rồi sau đó người này hối hận, có nên đi đến, có cần phải làm cái gì? Thì ở đây thưa quý vị, là chúng ta cần phải đi phát lộ, sám hối, xin lỗi, để cho tâm chúng ta an. Nhưng mà tâm an như vậy đó có nghĩa là chúng ta yên lòng rằng là từ nay về sau thì mình sẽ sửa chữa, chứ không phải là chúng ta sám hối như vậy là nó xóa được cái, nó mất đi cái ác nghiệp khẩu mà chúng ta đã làm đâu. Cho nên cái gì mà nó thuộc về nhân quá khứ đã qua rồi mà nó đưa đến quả là chúng ta sửa không được. Chỉ có cái là chúng ta cố gắng chúng ta sửa cái nhân hiện tại để nó đưa đến cái quả tương lai tốt đẹp, như vậy thôi. Đúng là nói theo kinh tạng. Bây giờ chúng ta nói theo vi diệu pháp đó, thưa quý vị. Khi mà chúng ta biết được cái gì là quá khứ, cái gì là hiện tại, cái gì là vị lai, hay cái gì vị quá khứ, vị lai và hiện tại, thì trong cái việc mà chúng ta tu tập thiền quán đó, thì nó cũng tốt lắm. Là bởi vì ở trong bài kệ khi mà được nói đến chúng sinh cần tưởng đến những gì được tuyên bố, an trú thật vững vàng trên điều được tuyên bố. Thật ra thì ở đây thưa quý vị, khi mà dịch theo cái bài kệ đó thì làm cho chúng ta hơi khó hiểu chút xíu. Cái gì không phải là cái gì cần tuyên bố hay là cần tưởng đến những gì được tuyên bố. Ở đây chữ asan, chữ ác hay giác sinh di đô sát ta, chữ ác hay giác, chữ ác hay giác ở đây nó là một danh từ chứ không phải là một động từ. Mà một danh từ, hay nói đúng hơn là một danh động từ, thì cái gì mà được mọi người nhắc đến, nói đến, khai giá tí, cách thi giá tí, quay nhà vì giá tí, cái đó gọi là ác thế gian. Gọi là ác cũng được, là cách tha quá thú, là cái đề tài để thảo luận cũng được. Những gì ở đây là cái theo cái ý nghĩa này đó, thì Rupa Dayo Panh Chak Khandha, tức là năm quân được nói đến. Như vậy thì năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nói chung là cái thân, thể xác và linh hồn này là hai cái chủ đề muôn thuở. Thể xác và linh hồn nói một cách nôm na là cái chủ thở, là cái triết học của nhân loại, cái tư tưởng triết học của nhân loại đề cập đến từ ngàn xưa cho đến bây giờ, từ ngày xưa cho đến bây giờ. Những gì khi mà nghiên cứu về cái đời sống của một chúng sanh thì không có gì khác hơn là thể xác và linh hồn, tức là sắc quẩn và danh quẩn.
Mà dinh quẩn ở đây là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Đó là chúng ta phải hiểu vậy. Nhưng mà chúng sanh đó không có biết được là ngũ quẩn có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Ngũ quẩn nào đã diệt thì gọi là quá khứ. Ngũ quẩn nào sẽ sanh, sẽ hình thành thì đó gọi là thì vị lai. Còn ngũ quẩn nào đang hiện hành, đang diễn ra thì gọi là thì hiện tại. Thì bây giờ đó, chúng sanh cứ chấp tưởng là thường lạc ngã tịnh đối với ngũ quẩn. Cái chấp sai thường lạc ngã tịnh đó vì do không hiểu được quẩn quá khứ, quẩn hiện tại, quẩn vị lai. Nó có cái tính chất vô thường. Cái gì có sanh thì có diệt, nhưng không phải nó sanh nó diệt liền. Nó sanh nó phải trụ, nó phải diễn biến. Nếu mà pháp thì sanh trụ rồi mới diệt. Sinh trụ diệt là quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn nếu mà nói theo sắc pháp đó, thì sanh tiến dị diệt. Đang sanh thì nó sẽ tiến, đang tiến thì sẽ dị là già, già cỗi. Đang dị sẽ diệt thì cứ tiếp tục như vậy. Trong cái tế bào của chúng ta nó cũng có sinh tiến dị diệt, danh pháp thì cũng có sanh trụ diệt, nó cứ tiếp tục về quá khứ hiện tại vị lai, quá khứ hiện tại vị lai, quá khứ hiện tại vị lai liên tục như thế đó. Cho nên không thể nào mà chúng ta chấp thủ bị ngũ quẩn là trường tồn vĩnh hằng. Bởi vì nếu là trường tồn vĩnh hằng thì sao có ngũ quẩn quá khứ? Văn kinh chia rupang atita na gata tất chi pan năng qua achatang qua bahitha qua dure qua satite qua vân vân. Bất cứ sắc nào, sắc quẩn nào thuộc quá khứ, hiện, vị lai, hiện tại, thô ô la đi chăng tế sukumang qua tốt xấu thì năng qua và đi tăng qua xa gần vân vân. Thì như vậy khi mà Đức Phật ngài thuyết về năm quẩn thì rõ ràng là thọ sắc quẩn có quá khứ hiện tại vị lai, nội phần thô tế xa gần. Thọ quẩn cũng có quá khứ hiện tại vị lai, tưởng quẩn cũng quá khứ hiện tại vị lai, hành quẩn có quá khứ hiện tại vị lai, thức quẩn có quá khứ hiện tại vị lai. Thì như vậy nói với cái pháp mà được gọi là ác hay giác, tức là ngũ quẩn, tức là cái pháp mà được nói đến á, cái pháp mà được trình bày, được áo dụng, thì ngũ quẩn đó thì thưa quý vị, nếu như ngũ quẩn đó thì chúng ta phải hiểu rằng là vì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, cho nên đối với ngũ quẩn đó phải hiểu là vô thường, khổ đau, vô ngã. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu trong vấn đề mà kệ là đối với chúng sanh
Đây không phải là cần tưởng mà là Akheya Senyero Sata. Chúng sinh có cái sự quan tưởng ở trong cái thân ngũ uẩn, quan tưởng trong thân ngũ uẩn. Và Akheya ở đây đó, chúng ta phải hiểu theo chú giải đó, là chỉ cho ngũ uẩn, bởi vì đó là cái đề tài được nói đến. Khi mà nói đến cần tưởng, chúng sinh cần tưởng đến, cái này nó hơi nguy hiểm thưa quý vị. Đâu phải là cần tưởng, chữ sinh nhi tức là tưởng tượng hay là tưởng đến. Sinh nhi đô sát ta là chúng sinh có cái hoang tưởng, hoang tưởng về ngũ uẩn ác hay giác. Với ác hay giác như chúng tôi đã trình bày là chỉ cho ngũ uẩn. Ở đây nói chúng sinh cần tưởng đến những gì được tuyên bố làm cho chúng ta khó hiểu vô cùng. Cho nên chữ Akheya Sanyino Sata thì có nghĩa sinh cứ quan tưởng về ngũ uẩn. Akheya Smin Patita tức là nó chấp sai ở trong ngũ uẩn, chấp sai như thế nào? Bài học bên nơi thì hơi rắc rối cho chúng ta, nhưng mà quý vị ráng chút xíu nữa đi. Chúng ta không có nhiều cái thời gian để chúng ta trình bày thêm cái vấn đề này. Thì ở đây thưa quý vị, chúng nhớ thế này, cái gọi là thầy Yasvin và Tithita đó có nghĩa là chúng sinh có cái ái chấp viên kiến chấp thì ngũ uẩn, nói chung vậy. Tanh ha đi thích gà há và xì nát, kiến chấp và ái chấp và kiến chấp về ngũ uẩn. Như vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Như vậy chúng ta phải loại bỏ. Bởi vậy cho nên ở trong cái bài kệ chúng ta tình trạng như thế này, nếu mà trong tương lai đó, người hậu sanh ở đời sau đó, họ đọc qua cái này họ không hiểu gì hết rồi, cái họ bắt đầu mỗi chấp sai hiểu lầm kinh điển, mà cái đoạn thứ hai đó, nếu không có điều tri điều đáng được tuyên bố, họ đi đến ách nạn dưới ách của thần chết. Cái điều này hãy mà trong cuộc liên đi dậm xuống quý vị. Nếu không có liễu tri, ở đây chữ ác hay dân
Aparinya Nyayati tức là không có biết được bằng ba cái đặc tri thì hít Aparinya hít người mà tu thiền quán cái thưa quý vị họ phải biết ba cái đặc tri là nha tâm ri nha chứ là trí đặc tri hay là đoạn trừ đặc tri chúng ta gọi là trừ đặc tri tức là có những cái biết có ba cái biết chúng ta biết về ngũ quẩn á, là do chúng ta suy tư quán xét cái thứ hai nữa cái biết của cái vị mà tu tập tuệ quán thấy được vô thường khổ đau vô ngã thì biết về ngũ quẩn qua vô thường khổ đau vô ngã đó cho nên quán vô thường vị đó trừ được thường tưởng quán khổ não trừ được lạc tưởng quán vô ngã trừ được ngã tưởng vân vân thì vậy là trừ đặc tri cái biết và được đoạn trừ còn cái cuối cùng là cái biết của thánh đạo thánh quả đó là cái biết rồi đưa đến cái sự thanh tịnh phiền não thì đối với ngũ quẩn nếu như một người nào mà không có được ba cái biết đó đó thì người đó mãi mãi như cái ách nạn của thần chết là muốn ám chỉ là bị luân hồi sanh tử mãi khi mà chúng ta chưa liễu tri chúng ta chưa liễu tri được ngũ quẩn là chúng ta chưa có đoạn trừ các lậu hoặc xin lỗi quý vị chúng ta phải trở qua cái rừng lớp Phật pháp Buddhadharma là chữ Akkhayam ở đây đó là chỉ cho ngũ quẩn có quá khứ có hiện tại có vị lai nhưng mà chúng sanh thì quan tưởng về ngũ quẩn họ do ái chấp và kiến chấp thế thì người mà không có liễu tri được ngũ quẩn bằng ba cái trí đặc tri thì người đó sẽ bị luân hồi còn người nào mà liễu tri được ngũ quẩn với ba cái trí đặc tri đó thì được giải thoát đưa đến an tịnh gọi là sanh tiếp bát đăng là niết bàn sanh tiếp bát đăng con đường an tịnh ở đây là niết bàn nhưng mà tại dịch con đường an tịnh tự nhiên chúng ta hơi khó hiểu tưởng tượng không ra là niết bàn chữ sanh tiếp bát đăng nó đồng nghĩa với chữ amartha bát đăng là đạo bất tử là đích đích bất tử thì như vậy ở đây đó trong cái bài kinh này là Đức Phật nói về ba cái thời quá khứ hiện tại vị lai và trong bài kệ là Đức Phật đã đề cập đến ngũ quẩn vì chúng sanh không có hiểu được ngũ quẩn qua quá khứ hiện tại vị lai cho nên mới chấp sai hiểu lầm mà ai chấp sai hiểu lầm tà kiến thì người đó sẽ bị luân hồi còn người nào mà có cái sự lý liễu tri ngũ quẩn đúng đúng cách thì người đó sẽ hướng đến niết bàn sẽ giải thoát cái khổ sanh tử luân hồi đại khái là như vậy chúng tôi xin được dứt lời ở đây bây giờ xin mời quý vị
Có lẽ là thượng tọa Minh Hạnh bận ở trong rung lớp Phật Pháp. Chúng tôi chúc phúc tất cả quý vị. Thông qua tôi sắp bằng mang lăng rắc hẳn tôi sắp bởi đi và ta sắp bụ thà nụ phà quê đá sắp mà nụ phà quê đá sắp sắp ở sáng khá nụ phà quê đá sắp đá sổ thi phà quan tu tê tất cả phước báo hẳn có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con kính.